Xin chào các bạn, mình là Lê Phạm Thế Vũ, 25 tuổi và mình là đương kim vô địch handstand giải sức hút cao Red Bull năm 2019. Và hôm nay mình xác nhận tham gia giải Việt Nam sức hút cao Championship năm 2023. Và đây là phần thi của mình. Ok, còn đây là phần thi trên xà của mình. Gần đây. Nào, bên xuống. Đúng rồi. Bên xà quá. Ok, cái không. Ok, và đó là phần thi của mình, Lê Phạm Thế Vũ. Hẹn gặp các bạn vào giải đấu nha. Bye bye.